Năm nay có hứng dắt anh em đi qua bên cái quán mà ngay khu ngoại ô này nhỏ, trong khi nó biết bao nhiêu quán đẹp ở Bình Tân, thứ quán này. Thì thật sự luôn, tất cả mấy anh chị em và bà con mình thì nó cũng là một cái duyên và một cái cũng một cái cớ để mà mình ngồi tại đây và mình dắt bạn Nghĩa và tất cả anh em đến đây. Thì cái đoạn đường đây thì nó cũng là ngay trạm đăng kiểm và gần cái bãi xe của mình. Thì phía sau lưng anh chị đây thấy nó có một cái xe Lada, nó là một cái xe cổ. Thì khi mình cứ đi ngang lại, nó làm cho mình nhớ tưởng lại cách đây là một năm về trước. Thì các bạn hãy quay về một năm về trước xem tại sao mà mình nói về câu chuyện đây. Ôi, chào chú, khỏe không chú? Nghe nói hôm qua hôm kia nghe chú gọi điện tính mua con xe của bên Pháp Banh này đúng không? Đúng rồi. Nói chung là chiếc xe này là xe tâm huyết của cái thời mà cách đây 2 năm trước mình muốn dọn con để xài, nhưng mà qua quá trình thời gian xài dọn thì sơn mới luôn, ghế bọc mới. Thì trong thời gian đó xài thì mình cảm thấy là mình rất là thích, nhưng mà máy động cơ nó hơi bị lỗi rồi mình thấy nó phiền phức rồi mình để đó, rồi tới giờ này mình cũng chán rồi đó, mà xe nó còn rất là ngon, giấy tờ đầy đủ hết á. Nó lỗi nhiều quá chết luôn. Chú thấy cả vẹt đầy đủ không, ngon lành luôn. Thôi được rồi, con để cho chú đó. Coi như là nhường cho chú con xe để chú đi uống cà phê, rồi sau này nhớ mà chú không đi chú để cho con nha, xe tâm huyết của con chú rất là nhiều. Chứ giờ chú không mua con chẳng biết bán cho ai, không cho con để sắc bụng thôi. Thôi bạn, chào chú đi nha. Thua thế là hết. Thì thật sự với tất cả các bạn, khi mà mình ngồi cái quán này, tuy là một cái quán cấp, mình ngồi mình ăn và mình uống những cái ly bia rất là đơn giản, rất mộc mạc, nhưng mà nó làm cho mình nhớ lại những cái kỷ niệm trước đây rất là buồn, và những cái câu chuyện mà thật sự với anh chị là những cái câu chuyện này không thể nào mà quên nổi trong cái ký ức. Thì hầu như là tất cả ai cũng có những cái ký ức và những cái xấu và những cái đẹp. Thì hôm nay cái của mình nói là toàn bộ là những cái xấu, và mình nhắc tới cho anh chị biết và bà con biết là để anh chị bà con có thể là vô tình rơi vào cái trường hợp của mình, có thể anh chị sẽ có cách tháo gỡ trước khi quá muộn. Đó là những cái câu chuyện của mình. Thì đơn giản là cái câu chuyện cách đây mà hơn một năm trước thì anh chị cũng thấy rồi, mình bỏ ra một cái số tiền quá lớn và mua một con xe, hai vợ chồng mua những con xe về để dọn bán, mà vô tình mua cái con xe quá đẹp, đam mê đúng không? Nếu mà anh chị vào cái thời con xe như thế này, và anh chị cũng chắc cũng như mình thôi. Đó, ví dụ như cái anh trai mà đang mua cái xe này, anh cũng y chang luôn. Mình ngồi quán, mình uống bia xong mình ngồi, mình hỏi cũng y chang cái tình trạng của mình luôn. Bỏ tiền ra mua con xe về, tính dọn. Tại vì thấy đẹp mà đúng không? Tới vào cái thời các bạn và cái thời của các chú mà có nhìn thấy cái xe này thì các chú cũng biết được là nó là một cái thời rất là huy hoàng của cái dòng sản phẩm này. Thì cái sở thích của mình cũng vậy, mua cái xe về để dọn chạy. Cái lúc mà Pháp Anh mua thì đi thì được, nhưng mà cái máy không ngon, rồi mình bỏ ra mình làm. Thì vô tình mình làm thì cái gara đó nó không biết làm, rồi nó phá luôn cái xe đó, nó hư luôn cái xe. Rồi lúc cuộc mình bán sắc vụn đó, anh chị thấy mình bán có 3 triệu bạc đó, mình bán cho công chú nó không về không làm đó, mình bán. Thì trong cái tới cái thời điểm tới bây giờ của mình nhớ là những cái câu chuyện đó, rồi mình gặp cái xe đây, rồi gặp cái một cái ông chú ở đây nữa, ông cũng bị y chang của mình luôn. Cho nên là khi anh chị mà quyết định mua một con xe về dọn thì anh chị suy nghĩ, anh chị phải biết cái nơi mình có đủ khả năng làm được những cái chiếc xe như thế này không. Chứ anh chị mà mua về xong, anh chị ví dụ như mua 10 triệu như con xe này, nếu mà người ta bán cho mình 5 triệu hoặc 3 triệu thì mua hợp lý đúng không? Cũng lắm không mua được thì mình về mình sơn, mình để lên mình trưng bày mô hình cũng rất là đẹp đúng không? Là giá hợp lý. Còn anh chị mà bỏ tiền ra 30-40 mua con xe về, anh chị làm thêm 50-60 nữa, anh chị có phải là thấy đáng tiếc về con xe mà có khi á làm không được luôn. Cho nên là phải anh khuyên anh chị, nếu mà anh chị đang có dự tính mà có cái suy nghĩ giống như cách của mình cách đây một năm trước và của như cái anh đây cách đây vài năm trước, thì các bạn hãy dừng lại và suy nghĩ lại. Đó là cái cách của mình, đó là cái góc nhìn của mình, và mình đã từng bị vướng. Tại vì cái gara hầu như người ta nghĩ đơn giản lắm, người ta không có nghĩ như mình đâu,
chỉ có những người bỏ tiền ra như mình thì mình mới đau thôi. Sau đây vài hôm nữa mình sẽ có nhiều cái video nói về những cái gara làm xe cho mình. Và những cái gara đó, các bạn biết một con xe mà người ta để tới một năm ấy, có nhiều cái xe, các bạn biết mình bán xe rất là nhiều đúng không? Mình bán là 50, một tháng, một năm là bán có khi cả ngàn chiếc xe có. Nếu mà nói nhiều khi không ai tin. Thì các bạn biết trong một số xe đó thì sẽ có nhiều nhiều xe bị lỗi. Và nhiều xe bị lỗi đó là mình sẽ bỏ gara, mình bỏ nhiều gara. Mà mình đâu có thời gian quan tâm nhiều xe đó đâu đúng không? Tại vì mình có một mình rồi có vài anh em nữa cũng không quan tâm nổi. Hiện giờ Chassis Go này mình đang còn là khoảng 6-7 chiếc xe là đang còn nằm gara mà nằm tới một năm nay rồi. Nó phải trên 1 tỷ. Thì vài hôm nữa mình sẽ có một cái video Pháp Anh bỏ 1 tỷ ra mua xe về vứt rác chơi để cho các bạn biết. Và khi mà các bạn xem được cái video đó rồi thì các bạn muốn buông xe hoặc là những anh em mới chơi xe thì anh em phải hiểu. Và cái video đó sẽ mang tính chất cho những cái gara, khi mà gara anh mình đã mở cái gara rồi mình sửa xe cho người ta, mình phải hiểu được là cái xe người ta là người ta bỏ cái đồng tiền và một cái tài sản người ta ra, người ta rất là trân trọng, người ta rất là quý báu. Mà khi anh làm mà anh giam người ta một chiếc xe một năm trời, người ta rất là tức đó. Bây giờ đưa thêm 2 năm nữa, bây giờ giải quyết cho anh trong ngày hôm nay. Mình đâu phải là mình là dân buôn xe. Đó. Ủa, mấy anh này nói nè là người ta nói có đồ sửa mà không kêu cái để đó. Đúng mà. Rồi, xe có đồ mà tại anh không chịu sửa thôi, anh hiểu không? Em cứ tưởng cái xe này người ta giục luôn rồi. Trời ơi, trời buôn em xe là... em cả hàng trăm chiếc xe ở đây mà em đi buôn xe mà em không lẽ em đi thiếu tiền. Là em không có anh trời. Thay thì anh không chịu làm đúng không? Nhưng mà cái tiền bãi đây về hết bao nhiêu tiền? Bãi thì đầu từ hồi tháng rồi. Bây giờ nếu mà làm á, anh em á thì em không tính tiền bãi. Thì đương nhiên phải để anh làm chứ, đưa về cho ổng đưa một năm nữa chết em mà. Ông nói là để ông làm, ông định kéo dài thì em sẽ thanh toán tiền bãi cho ổng là tháng 800 ngàn. Ừ. Đầu từ rồi tháng 8, tháng 7 gì đó. Tháng 6 bây giờ. Ừ. Rồi, em mới thanh toán đó. 9 tháng rồi đó anh. Giờ anh mới đẩy qua cho anh kêu qua xe đó. Em báo ổng hết trơn rồi. Rồi. Anh. Thôi được rồi, nói chung là bây giờ em sẽ để cho ổng tự giải quyết với anh. Đó thì đó, nó giá nó hợp lý thì em mới làm, còn hợp lý là em lôi cái xe em về mà không đúng mất rồi. Một đồng nào của em luôn. Đúng rồi. Còn nếu mà thì có vấn phải làm việc với ổng. Đương nhiên rồi. Đúng rồi. Em giải thích cho anh nghe thế này nè. Ừ. Nếu như mà anh không làm bên thì anh qua em làm thì em sẽ. Không, em nói là tự ổng giải quyết luôn, cái xe nó phải hợp lý em mới làm. Trời ơi. Thôi vậy em biết cái câu chuyện như vậy rồi. Đó rồi tắt. Người ta rất là bực. Cho nên là cái video này mà video sắp tới mà lên thì những anh em gara hãy chú trọng và mong anh em gara làm cho thật nhanh. Thà là anh em sửa không được, nói Pháp ơi, anh sửa không được, em mang về đi, hoặc là mang đi gara khác đi. Không, đằng này không, đằng này giam luôn một năm trời. Theo các bạn, nếu mà các bạn bỏ 1 tỷ ra mà người ta giam xe các bạn, các bạn có tức hay không? Các bạn hãy đón xem video phần tiếp theo về bỏ 1 tỷ ra mua xe về vứt rác chơi.